Ngọc Trinh từng được người yêu cũ tặng đóa hồng 150 triệu, nhìn qua 8 tháng 3 vừa qua còn thót tim hơn. 8 tháng 3 năm nào cũng được tặng toàn quà khủng, Ngọc Trinh khiến dân tình FA phát hờn. Từ trước đến nay, tuy không mấy khi khoe ảnh bạn trai đại gia, nhưng người hâm mộ đều biết Ngọc Trinh từng được tặng rất nhiều quà khủng. Không chỉ 8 tháng 3, mới vào dịp lễ trong năm, nữ hoàng nội y đều có quà tận tay. Trước đây, người yêu cũ từng tặng Ngọc Trinh bó hoa hồng sang chảnh trị giá tới 7.000 đô, tương đương 150 triệu đồng. Những món quà như túi hiệu, giày dép hay trang sức lại càng không thể đếm xuể. Khi còn yêu tỷ phú Hoàng Kiều, Ngọc Trinh cũng được bạn trai tặng khá nhiều món đồ có giá trị. Mới đây, mỹ nhân sinh năm 1989 vừa nhận tiếp loạt quà tặng nhân ngày 8 tháng 3 từ một người đặc biệt, Ngọc Trinh khoe ngay món quà lên mạng xã hội với bình luận ngọt ngào: "Em cũng chỉ là con gái thôi, luôn thích có hoa và quà." Thậm chí cô còn hào hứng đến mức chọn là ảnh bìa trang cá nhân. Theo nội dung dòng chữ trên thiệp, tặng người anh yêu nhất ngày 8 tháng 3 vui vẻ, nhiều khả năng chủ nhân của những quà tặng này chính là người bạn trai giấu kín của cô nàng. Nhà thiết kế Đỗ Long phỏng đoán, Ngọc Trinh vừa nhận được nhẫn và lắc tay, còn người hâm mộ bày tỏ sự ganh tị với mỹ nhân Trà Vinh. Trước đó, người đẹp từng khoe hai bức hình thân mật bên một chàng trai, khiến không ít người khẳng định cô đã có người yêu mới. Dù thế nào đi nữa thì chắc hẳn ai cũng phải ganh tị khi Ngọc Trinh luôn khiến các đại gia siêu lòng, yêu chiều hết mức, tặng quà xa xỉ.